Hôm qua là anh mới gặp em, bữa nay anh gặp em nữa. Sao em ngày nào cũng muốn gặp anh vậy em? Giờ anh ti fan chuyển qua fan cuồng rồi hả? Rồi bây giờ là bạn người cá tai phải hướng dẫn cho em mang đuôi cá thêm lần nữa hả em? Cái việc mặc đuôi cá của em cũng ảnh hưởng đến mọi người dữ ha. Rồi bây giờ bạn người cá Simi sẽ chuẩn bị chụp ảnh cho chúng ta lưu niệm tối nay tại câu lạc bộ Mỹ Nhân Ngư giống Tư. Đúng rồi, bạn Mỹ Nhân Ngư. Rồi bây giờ Tai hướng dẫn bạn này mặc luôn đi. Bạn Tai sắp làm người cá trainer rồi. Đấy, bây giờ người cá Tai hướng dẫn cho bạn. Tai đi cá tới đây rồi. Đó. Đó. Tai lại cũng làm gì mà sợ chân dân. Đàn quá. Là bạn sợ chân dân đây. Rồi. Ừ. Rồi đuổi cái chân mình sát vô. Anh bỏ mặt đi. Cái gì vậy? Hôm qua anh biến ước mơ tiên cá thành hiện thực cho em rồi, bữa nay em gặp lại anh chi nữa vậy? Biến thêm lần nữa hả? Hôm nay là anh là tới phiền giúp cho chị của em. Dạ, mặc cái da vô trước. Cái da vô trước đi. Chân bạn này nhỏ. Chân bạn này to lắm hả? Con làm không được, con làm bạn kia được đó. Mới biến hình người cá nên em chưa có rành đó. Với lại cái mẫu đuôi tiên cá mới này á, mẫu monofin này á, đeo vô á, nó sẽ giúp bơi nhanh lắm nên nó sẽ ôm sát vô chân mình. Ừ. Đeo vô là em không còn phân biệt giữa cái chân và cái monofin nữa. Nè, anh cho em mượn mắt kính của anh luôn nè. Mượn lần này thôi nha. Lần sau là phải có mắt kính nha. Cái chân ú na ú nút như cái bánh đúc vậy đó. Chân đầy thịt quá ha. Bàn chân sang trọng chảnh chọe quá ha. Em mượn cái phim của Tiêu nên nó đã giãn rồi á. Gì hả? Bây giờ bạn người cá anh Thư phải mang cái monofin của Tiêu vô, bởi vì cái đuôi tiên cá này á, mình bắt buộc phải có lực để mình nong vô. Khi mà mình đã nong vô được rồi á là nó sẽ giãn ôm vừa khích với cái chân của mình luôn. Nên tùy theo cái chân của mỗi bạn người cá. Bạn nào mà mang vô rồi á là nó sẽ đúng với cái size của bạn luôn. Và đã được thiết kế sẵn là như vậy rồi. Nó sẽ giãn nở ra vừa khích với cái chân của bạn nên người khác mang vô sẽ không được, chỉ của bạn mới mang được thôi. Và bạn phải có đủ cái lực để bạn xỏ cái chân mình vô ào. Nếu mà không đủ lực để xỏ chân á, giống như bạn anh Thư nè, bạn phải mượn cái monofin của Tion. Giờ Tion phải dùng cái monofin của bạn ấy, Tion phải xỏ chân Tion vô cho cái này nó giãn ra. Một khi nó đã giãn ra rồi thì sẽ mang vào rất là dễ dàng. Nhưng mà yên tâm là đường chỉ sẽ không bao giờ xúc ra, bởi vì đã được làm rất là chắc chắn, không có rách. Cái đồ này là cải tiến, có bảo hành nữa em. Anh đã thử rất nhiều monofin trên thế giới rồi mới làm ra được cái này. Phin phin mắc mà không có tốt, xài một thời gian nó sẽ hư. Với lại monofin nó bơi không phải để biểu diễn chuyên nghiệp với nước. Đây, bây giờ Tion nè, nhìn nè, đây là một quay vô chân thấy mà, đây là cái monofin của bạn anh Thư, và bây giờ Tion sẽ mang monofin của bạn ấy vô để cho nó giãn ra, thấy không các bạn? Ok, nè nhìn đi, một cái bịch một cái là cái monofin này nó là của Tion luôn, bởi vì nó vừa sai với Tion luôn. Nhưng mà cái đuôi nó quá nhỏ sao vậy? Không phải quá nhỏ mà là em không có đủ sức không để mang biến hình. Có chụp hình không? Chụp hình tối hồi
Nè, nhìn quay vô nè. Các bạn nhìn nè. Nhét cái chân mình sát vô. Đó, kêu một cái thịt một cái là vô. Rồi. Cái này mà bạn biết bơi là bị nhanh lắm không? Bây giờ Tuyôn sẽ gỡ cái đuôi này ra trả lại cho bạn rất nhanh. Đây cũng là cái cách mà để mình khi mà bị dập bẻ dưới nước, mình tháo đuôi cá nhanh nè. Một chân đạp vô monofin, một chân rút ra. 1, 2. Em ơi. Nhanh không? Chỉ trong vòng 2 giây là đã rút ra rồi. Bởi vì em chưa quen với việc biến hình thành người cá. Rồi em gỡ cái này ra. Bây giờ em bắt đầu mang cái đuôi cá của mình vô lại đi. Nó đã giãn ra vừa với em luôn rồi đó. Thấy không, hồi nãy em chỉ cần chịu khó đũn cái chân mình vô thôi. Cho em hỏi nè, bạn này tên là Tony, bánh Tony. Kệ bạn đi. Bạn này là sản xuất bánh Tony ngon luôn. Còn em sản xuất bột giặt thai. Đúng rồi. Đó, bây giờ là Tuyôn mang giúp cho em một chân rồi đó. Em phải mang dưới nước. Người cá phải biến hình dưới nước. Rồi điều ấn cái chân của em sát vào. Đó, thấy không? Rất là đơn giản. Bởi vì cái đuôi này là cải tiến mới của Tuyôn mà. Rất là đỉnh luôn á. Mang vô đây rồi cảm nhận cảm giác trở thành người cá thực sự là như thế nào nha. Em sẽ bơi nhanh hơn đuôi cá của Finfun gấp 4 lần. Đuôi của Meteor gấp 6 lần. Nói chung là mấy cái hãng đuôi khác làm không có được đuôi như thế này. Bởi vì họ không có kỹ thuật về bơi lội, lặn biển. Họ chỉ làm theo để sản xuất bán giống như là chơi vui á, người ta làm đồ chơi cho trẻ em cho vui thôi chứ không phải đồ để chuyên nghiệp. Anh là chuyên nghiệp để bơi quốc tế. Đó, bây giờ là anh biến ước mơ người cá thành hiện thực cho em luôn. Ồ, biến ước mơ nàng tiên cá thành hiện thực đúng không? Ok. Trời, em xỏ vô chưa? Nàng tiên cá gì đâu, cùi bắp ghê luôn á trời. Chắc trong khi em mang đuôi cá là anh kể một câu chuyện về người cá luôn quá. Bây giờ kể chuyện thực tế, không kể chuyện huyền thoại của người cá. Hiện tại trên thế giới có một người cá tên là Karen. Cô ta mở trường học người cá ở 10 quốc gia rồi. Cô ta ở Úc. Và khả năng nín thở của cô ta là khoảng 4 phút. Và Bạn gì á? Anh đang kể chuyện cho mấy bạn em. Hay nhảy vô miệng ăn cơm hớt à? Không phải. Cái bạn không phải gì nữa, đúng rồi chứ còn gì nữa. Cái bạn đó là mất hứng quá. Người ta la rồi đó. Mời kể đi. Người ta la rồi cấm bơi bên đó nữa. Chứ còn gì nữa. Nói. Ừ. Bơi đập đường mặt quá. Nghe đông vui quá vậy. Ừ. Người cá người ta ở đây tụ tập ở đây, mình đi qua kia mình đi quấy rối. Bị la là đúng rồi. Bộ đang nổi giờ nói gì vậy mấy em? À, đang nói là một có 10 quốc gia ở nước Úc. Ừ, hiện tại là nghề người cá rất là hot. Và chúng ta sắp tới cũng sẽ đi qua nước ngoài để tham gia với các câu lạc bộ người cá ở bên đó, để gặp những bạn bên đó giao lưu. Trở thành nàng tiên cá là một nghề nghiệp nha mấy em. Giống như là ca sĩ vậy mà nổi tiếng hơn ca sĩ nữa. Vừa thu hút mọi sự chú ý. Đúng rồi, vừa thu hút sự chú ý mà vừa mang lại niềm vui cho mọi người, mà tất cả mọi tầng lớp. Và mình sống với thiên nhiên và động vật nữa. Bạn người ta gọi là anh Tuyôn, bên này là anh Tuyôn. Mày nói hai bên tên anh. Ừ, không sao. Ủa, đó là hai bạn của em luôn hả? Không, hai bạn em. Ừ. Học bơi người cá ở nước ngoài rất mắc tiền á mấy em. Học một cái chương trình đào tạo người cá chuyên nghiệp á là mấy em phải tốn bằng tiền đi học đại học ở Việt Nam á. Bởi vì cái nghề đó kiếm rất là nhiều tiền mà. Tiền tính bằng giờ đồng hồ. Kiếm tiền nhiều giống như là ca sĩ vậy á. Ca sĩ nổi tiếng á nha.
Sao nãy giờ em nhét vô hoài không vô? Nãy em nhét phụ bạn nó cái đó đó. Chẳng lẽ để okay. Ok. Đó, anh phải để cho em tự làm một cái nhét chân vô mới được. Chứ anh đã làm cho em một cái rồi mà cái còn lại em không nhét vô được, sao em làm người cá được? Rồi. Ok, bây giờ mấy em đã sẵn sàng trở thành người cá chuyên nghiệp chưa? Em mới là người cá tập thành sơ sinh thôi mà, đúng rồi. Thì hiện tại là trên thế giới là có 3 người cá. Một người cá là Karen. Cô ta là mở 10 trường đào tạo người cá rồi. Có Singapore, Malaysia, rồi Philippines, rồi ở Mỹ, ở Úc, ở tùm lum hết, nói chung là 10 quốc gia rồi. Rồi một người cá nữa là chuyên làm sự kiện, tên là Melissa. Còn chỉ có anh là người cá chuyên đi giải cứu động vật, mà bây giờ là anh phải đi dạy bơi người cá luôn nè. Mà là người cá mà bèo nhất của trong dòng họ tiên cá trên thế giới. Anh là người cá nhưng thực tế anh đậu. Trong 3 người là anh bèo nhất luôn á. Anh đói nhất luôn, cũng tại mấy em nữa. Dạ bên đường. Chứ vậy ra vậy thôi đó. Cái câu giờ của người ta dễ sợ luôn. Rồi được rồi chưa? Mấy em chuẩn bị xuống nước chưa? Nãy giờ năm sau bạn không ở đây. Qua Mỹ. Qua Mỹ nhớ gửi lời thăm tới Melissa giùm Tion nha. Qua Mỹ nhớ bảo lãnh Win 500 em người cá và rồi bắt đầu đi bơi thôi mấy em ơi. Em có cần tập luyện lại không? Em biết. Đây tại. Hôm nay là đâu phải ngày anh dạy bơi cho mấy em đâu, sao mấy em cũng xuất hiện đúng lúc quá vậy? Đây là buổi tập luyện của Tiêu anh mà mấy em. Rồi sau khi hướng dẫn nhẹ nhàng, bây giờ thêm một bạn người cá mới xuất hiện. Chà, mới lắc đuôi một cái đụng vách tường luôn ha. Làm xa xa giùm anh nha. Em làm từ đây nè. Vô bờ hôm nay nè. Ok. 1, 2, 3. Đừng có đầu gối nha. Yeah. Vậy là tôi lại giúp cho một bạn người thường trở thành người cá trong vòng 3 nốt nhạc nữa rồi các bạn ơi. Bạn ấy bơi cũng khá là đẹp nhưng bị co đầu gối nè. Cái tay của bạn ấy quạt rộng quá nè. Cũng không sao, cũng được. Rồi em thấy như thế nào, dễ chịu không? Em có thả lỏng cái chân em ra không? Nhớ chú ý vô cái eo nha, quên cái chân đi. Giờ chỉ nhớ tới cái eo và cái ngực và cái tay và hơi thở thôi. Con cá heo. Ok nha. Rồi 1, 2, 3. Yeah, tốt đó. Giỏi lắm. Bây giờ hai chị em, người cá Tony và người cá Tara, hai bé bơi song song cùng với nhau nha. Hôm nay là thứ sáu rồi, ngày mai là sự kiện người cá, mấy em đến chơi nha. Đến chơi lấy quà. Chà dữ ha, biết lấy quà luôn ha. Nhưng mà tụi mình không nói lấy quà đâu. Có Luna nè, Mimi nè, Missin nè. Toàn là những đối thủ nặng ký lô gam. Đưa đây, đưa đây. Cái này làm cái này là mắt kính để bơi đua, nên em làm nhẹ tay với nó thôi. Nó được thiết kế rất là mỏng để đơn giản cho vận động viên bơi nhanh nhất có thể. Rồi đi qua bên đó 2 mét bơi ha. Vậy là chương trình biến hình người cá hôm nay của Tion kết thúc nha các bạn. Tion đi tập luyện đây. Làm nàng tiên cá thành hiện thực. Xin được phép bắt đầu tạo dáng dưới nước đi mấy em. Rồi, vậy là hôm nay tôi đã hướng dẫn các bạn cái kỹ thuật để làm dáng dưới nước căn bản luôn cho hai bạn người cá sơ sinh mới luôn nha. Là 4 bạn đúng không? Là mấy bạn coi như là biết bài kiểm tra cho ngày mai luôn rồi đó. Ngày mai là thi sự kiện người cá.
where the clouds at night was born to find. Mythical, so mystical, think what you like. You could be the sword, the shield, defender of. See you.